Xin chào các bạn, hôm nay kênh Món Nhậu Ngon xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món gà hấp bia, một trong những món rất là ngon, nhậu thì rất là tuyệt vời luôn. Và đây là con gà mình đã làm sạch rồi. Con gà này thì khoảng 1,5 kg. Gà rất là mập, rất là to. Hôm nay mình hấp bia và các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có núm rơm khoảng 100 g, hành lá, tiêu, các củ hành tím, tép tỏi, ớt và thứ không thể thiếu trong món gà hấp bia này, đó là bia Sài Gòn, mình sử dụng 3 chai. Các gia vị khác thì gồm có bột ngọt, bột nêm, muối, đường và nước mắm. Hôm nay nguyên liệu và gia vị thì cũng rất là đơn giản, có nhiều đó quý vị. Và bây giờ mình tiến hành, mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì mình sẽ sắt các cọng hành lá ra khúc khúc luôn. Cái phần gốc thì mình sẽ ốp hẳn vào con gà. Còn cái phần lá khi nào mình hấp gần chín mình sẽ cho vào sau cho nó thơm. Các củ hành tím và các tép tỏi thì mình cũng sẽ băm nhuyễn ra luôn. Để hồi mình làm cái phần nước ốp. Hành tím tỏi nhiều nó sẽ rất là ngon. Tỏi thì cũng băm thật là nhuyễn ra luôn nha quý vị. Mình làm món gà hấp bia, cái phần nước ốp nó rất là quan trọng, ngon hay không là cũng do một phần nước ốp nữa đó quý vị. Và khi tỏi với củ hành tím đã băm nhuyễn rồi và mình cho phần tiêu vào hết chung luôn. Nước mắm thì mình cho khoảng 4 muỗng nước mắm. Mình làm nước ốp càng đậm đà thì gà hấp bia của mình nó sẽ càng đậm đà và càng ngon đó quý vị. Cho khoảng 4 muỗng luôn. Cho khoảng 2 muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng 2 muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng cà phê muối. Và một muỗng đường. Sau khi các nước ướp đã cho vào hết rồi thì mình sẽ trộn đều lên để cho cái phần nước ướp nó tan hết trong các cái gia vị mình đã trộn vào chung. Hôm nay mình làm khoảng hơn nửa chén nước ướp à. Và cái sả thì mình cũng sắt khúc khúc ra luôn. Cái phần gốc thì mình cũng sẽ cho hẳn vào bụng gà, còn cái phần lá thì mình để mình hấp. Và con gà nào quý vị, mình sẽ cho nước ớp vào. Nước ớp thì mình sẽ cho đều vào trong gà nha quý vị. Phía trong bụng gà và vòng vòng phía ngoài con gà nữa. Từ chân, cổ, bụng, mình ớp hết luôn. Ớp cho đều ra hết luôn. Rồi sau đó mình để khoảng 45 tới một tiếng đồng hồ, tốt nhất là sau 45 phút mình há hấp nha quý vị, để cho các gia vị nó càng thấm sâu vào con gà thì mình hấp nó sẽ càng ngon. Đó, mình cho hết cái phần chén nước ớt hồi nãy nè, cho hết vào con gà luôn. Rồi sau đó mình sẽ đeo bao tay vào, mình rồi mình tha các gia vị đó nó thấm đều gà
mình làm giống như là massage gà với quý vị. Đó, rồi bên phía trong bụng ra nè, mình cho vào hết luôn cho nó thấm đều con gà. Mình để sau 45 phút thì các gia vị nó thấm càng sâu vào trong thịt con gà, thì sau đó mình hấp nó sẽ càng ngon nha quý vị. À, bây giờ mình cho các phần rốc của cộng xả, hồi nãy mình cũng đã băm nó dập dập rồi, bây giờ mình cho hết vô trong cái bụng ra và mình cho dĩa núm rơm vào luôn. Mình cho pha phần nửa thôi, còn phần nửa hiện hồi mình để phía ngoài hồi mình hấp có núm rơm, thì ra mình nó sẽ thêm cái phần ngọt, thêm cái phần hương vị đậm đà rất là ngon. Và bây giờ mình lấy cái nồi và mình cho bia vào, mình cho hết 3 chai bia vào luôn để mình hấp. Mình không có pha với nước lạnh gì hết nha quý vị, mình hấp cho nước bia không là được rồi. Cho hết 3 chai luôn. Món gà hấp bia thì cũng rất là đơn giản và dễ làm nhưng mà ngon lắm đó quý vị. Món này mấy ông nhậu thì khỏi phải chê luôn, và dùng trong bữa tiệc hay bữa cơm gia đình cũng rất là tuyệt vời, ngon lắm quý vị. Sau khi bia đã đổ vào nồi hết rồi, mình cho cái tô vào rồi mình cho rà vào. Phía dưới tô thì mình để mấy cái cộng xả mà cái phần phía trên gần lá nha quý vị, mình cho hết vào. Đó, bây giờ mình cho rà vào. Nếu mà nhà quý vị có sửng hấp thì mình để vô sửng mình hấp luôn cũng được nha quý vị. Nhưng nhà mình thì hấp trong cái tô cũng rất là ngon, tuyệt vời lắm. Cái phần nước ớt còn lại thì mình sẽ rưới vào trong con gà luôn, vào trong bụng gà quý vị. Mình cho hết vào luôn. Cái phần núm rơm hồi nãy còn nè quý vị, mình cho rì rì ra ngoài luôn, nó cũng rất là ngọt, ngon. Còn cái phần dĩa hành lá này, khi nào gà mình nhận chín, mình sẽ cho vào sau. Giờ mình bắt lên, bắt lên bếp ga, rồi mình bật lửa lên, mình hấp khoảng 45 phút gà mình mới chín nha quý vị. Thông thường thì hấp khoảng 45 đến 1 tiếng đồng hồ gà sẽ chín. Và trong cái thời gian hấp thì mình để lửa vừa vừa thôi, không lớn quá và cũng không nhỏ quá nha quý vị, để gà nó chín từ từ. Và trong cái thời gian mình hấp khoảng 45 phút rồi, mình biết gà chín hay chưa thì mình lấy đũa mình xơm vào con gà, nếu mà thịt gà lủng thì đã chín rồi. Và sau khoảng 45 phút gà mình cũng đã chín thế nào quý vị. Bây giờ mình cho ớt vào luôn cho nó có cái vị cay cay thì nó sẽ rất là ngon. Cho ăn 6 trái ớt vào, rồi mình cho hành lá vào luôn. Khi mà mình cho ớt hành lá vào rồi thì mình hấp thêm khoảng 1 đến 2 phút là được rồi nha quý vị. Là xong, mình tắt lửa, mình gắp gà ra mình dùng. Tại vì hành lá nó rất là mau chín, khoảng 1 phút thôi là vừa rồi. Đó, quý vị thấy không, nhìn rất là hấp dẫn luôn, rất là ngon. Gà hấp bia. Đó, mình hấp thêm khoảng hơn 1 phút rồi, bây giờ mình tắt lửa và mình gấp rà ra. Gấp nghiêng gà ra luôn.
Gà này làm mồi nhậu là rất tuyệt vời luôn quý vị. Nếu mà quý vị ăn với cơm thì không còn gì bằng. Đó, quý vị nhìn thấy cái đùi không? Rất là hấp dẫn, rất là ngon. Gà quá trời thịt luôn. Chỉ có 1,5 kg thôi, nhưng mà nhìn nó rất là to, rất là mập. Đó, quý vị không? Quý vị có thể lấy kéo cắt ra, hoặc là mình xé bằng tay luôn cũng được. Món gà hấp bia của mình thì mình chấm với muối ớt nha quý vị. Nếu quý vị có muối ớt Tây Ninh thì mình chấm với muối ớt Tây Ninh như nhà mình vậy đó. Còn không thì mình làm muối ớt, muối với mình rằm ớt xanh vô thì cũng rất tuyệt vời. Một dĩa rà rất là ngon, quá trời hấp dẫn luôn. Một món ăn ngon, dễ làm và đặc biệt một món nhậu ngon, rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh món nhậu ngon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.